Cô bé này sắp gặp nguy hiểm, bé đang cùng bố đi xem thi đấu, đột nhiên tiếng súng vang lên, cô bé buông tay bố ra và ngất đi. Cô bé bị bắn trúng ngực, máu chảy nhuộm đỏ cả áo, người bố sợ hãi gọi tên con nhưng cô bé không đáp lại. Người bố lập tức đưa cô bé đến bệnh viện, bác sĩ đón bé và chuẩn bị phẫu thuật, yêu cầu bố bé đứng bên ngoài chờ. Nhưng làm sao anh có thể chờ nổi, bố bé xông vào bên trong thì thấy bác sĩ đang bế bé nằm ngoài hành lang, dùng vải để cầm máu cho bé. Bác sĩ bất lực nói hiện tại bệnh viện đang bị quá tải, không còn phòng phẫu thuật nào còn trống để đưa bé vào phẫu thuật. Cứ như vậy cô bé qua đời khi mới 8 tuổi. Mẹ của cô bé nghe tin vội chạy đến bệnh viện, nhận được tin xấu cô và chồng đau khổ ôm lấy nhau. Mà chuyện cô bé bị bắn trúng không phải ngẫu nhiên, có người đang báo thù bố của bé. Vậy nên bố bé thề phải báo thù cho con gái. Liệu anh có báo thù thành công không, các bạn hãy cùng ghiền phim xem hết nhé. Bi kịch này được bắt nguồn từ một quản lý cấp cao của Brazil tên là Sandro, ông ta tham ô lên đến 200 triệu. Bố của cô bé là cảnh sát Miguel đã đích thân đến bắt ông ta. Kết quả cảnh sát trưởng bị mua chuộc nên lập tức thả ông ta ra vì không có đủ chứng cứ. Sau khi được thả ra, Sandro căm hận Mio nên sai người giết chết con gái anh. Cộng thêm tiền đầu tư cho bệnh viện bị chảy vào túi của những tên tham quan khiến bệnh viện không có đủ phòng phẫu thuật, dẫn đến con gái Mio không được phẫu thuật kịp thời, mất trong bệnh viện. Mà sau khi Sandro được thả ra ngoài, ông ta còn mặt dày triệu tập cuộc họp báo tuyên bố tranh cử chức tổng thống của Brazil. Nhận được tin, hàng trăm người biểu tình phản đối, giơ cao biểu ngữ tham quan, yêu cầu chính phủ trừng trị nghiêm khắc Sandro. Miguel mặc áo khoác đội mũ hòa vào trong biển người đang biểu tình, anh quyết tâm cho dù có chết cũng phải xử lý tên Sandro. Kết quả anh bị đám cảnh sát bảo vệ Sandro cầm gậy đánh ngay giữa đường. Lúc này trong đám đông có một người đàn ông đem mặt nạ ném bom xăng vào trong tòa nhà hội nghị. Ngọn lửa lập tức bùng lên, người dân bắt đầu bạo loạn. Cảnh sát bắn đạn khói để ngăn cản mọi người. Đúng lúc này một chiếc mặt nạ phòng độc được ném ngay chân của Miguel. Miguel lập tức đội lên. Mắt của mặt nạ lóe lên ánh sáng màu đỏ. Anh như một hung thần lao đến trực tiếp bẻ gãy tay, đập gãy chân của cảnh sát. Sau đó cướp lấy súng nhảy lên đạp lên mấy người để lấy đà. Sau đó tung một đòn trên không, anh leo theo cột đá của tòa hội nghị lên trên sân thượng. Tiếp đến, Migo đá bể kính đột nhập vào bên trong tòa nhà, sau đó đến trước cửa phòng làm việc của Sandro, nhanh chóng giết chết hai tên bảo vệ. Sandro nghe thấy tiếng súng sợ hãi chui xuống gầm bàn như một con chuột, chỉ thấy Migo mở cửa ra sau đó nắm cổ Sandro lôi ra ngoài. Ông ta sợ đến mức tè ra quần, lắp bắp nói, có ai bỏ tiền sai mày giết tao à? Tao trả cho mày gấp 10 lần, mày tha cho tao đi. Migo không nhiều lời lập tức đấm giữa mặt Sandro cho ông ta nằm lên trên bàn. Tiếp đến, Migo ngồi lên trên người Sandro đấm liên tục hơn 50 cái vào đầu ông ta, khiến ông ta gãy xương mũi, bể xương hàm, miệng nôn ra máu, cả hộp sọ bị đấm nát bét, chết ngay tại chỗ. Migo cũng bị thương, anh đến căn cứ bí mật của mình dùng quẹt để khử trùng mũi kim, sau đó uống một chai rượu trắng rồi nhịn đau tự khâu lại vết thương cho mình. Ngày hôm sau, tin Sandro bị giết lan truyền khắp nơi, camera an ninh ghi lại cảnh Migo giết người, nhưng do anh đeo mặt nạ nên không bị lộ thân phận. Vậy nên cảnh sát chỉ đánh bắt những người cầm đầu gây nên cuộc biểu tình tối qua. Trong đám người đó có một cô gái tóc ngắn, vừa nhìn đã nhận ra Migo là người đàn ông đeo mặt nạ, Migo cũng nhận ra cô. Trong phòng thẩm vấn, Migo được biết cô gái tóc ngắn Nina này là một hacker nhưng ngụy trang là một nhân viên bán hàng. Cô viết ra giấy một dãy số để mở khóa điện thoại cho Migo tìm xem một đoạn video. Hơn nữa, cô còn nói mình đã sao chép video đó ra rất nhiều bản. Migo lo lắng đến phòng chứng cứ, anh tìm thấy điện thoại của Nina và mở nó ra, bên trong có một video. Video này quay lại rất rõ cảnh Migo đang đeo mặt nạ. Nina đang nắm tóc của Migo, vậy nên không còn cách nào khác, chỉ đành tuyên bố cô vô tội và thả ra. Mặc dù bây giờ Sandro đã chết nhưng thật ra ông ta chỉ là một quân cờ, cầm đầu đường dây tham ô này là những đại gia giàu nhất Brazil. Những người này có thân phận quan trọng trong giới chính trị, luật pháp và kinh doanh, tương đương với nắm trong tay toàn bộ yếu tố chủ chốt của Brazil. Migo biết rõ điều này, vậy nên anh đến tìm Nina nhờ cô hack vào máy tính của Sandro, tìm ra tài liệu về nhóm 6 người cầm đầu này. Anh hứa sau khi xong việc sẽ cứu mẹ Nina khỏi cảnh ngục tù, Nina lập tức đồng ý. Sau đó, Migo căn cứ vào những tài liệu tìm được đến căn cứ bí mật đeo mặt nạ và cầm theo vũ khí bắt đầu hành động săn mồi. Mà mục tiêu của chuyến đi săn lần này chính là thị trưởng. Migo lén đột nhập vào trong tòa nhà ném thị trưởng từ trên tầng 100 xuống đất, thị trưởng bị rớt nát bét. Người tiếp theo là quan chức cấp cao bên tư pháp, Migo âm thầm vào trong xe của hắn ta rồi bắn chết hắn. Mục tiêu thứ ba là thành viên quốc hội đang ngồi đếm tiền tham ô. Hắn nở một nụ cười hèn hạ đê tiện, kết quả bị Migo bắn một phát giữa đầu, chết trong đống tiền. Mục tiêu thứ tư là một thương gia nổi tiếng, Migo ở tòa nhà đối diện nhà của mục tiêu lắp ráp súng bắn tỉa M82A1, cách mục tiêu tầm 300m. Trong lúc hắn ta đang đi, Migo nổ súng bắn xuyên qua cửa kính tiện hắn về Tây Thiên. Mà mục tiêu thứ năm chính là ông chủ quán bar, lúc này hắn đang trần truồng mây mưa với em gái làng chơi xinh đẹp. Vào lúc hắn đang sung sướng thì một viên đạn bay xuyên qua đầu. 5 người bị giết chết trong một đêm, hơn nữa họ đều là những người tham ô có tiếng. Nhất thời mọi người gọi vị anh hùng trừ gian diệt ác này là người đánh thức. Nó có nghĩa là đánh thức sự công bằng, chính nghĩa trong thành phố này. Lúc này nhóm 6 người cầm đầu chỉ còn lại một mình đại gia Brazil tên là Antero. Tối ngày hôm sau, Migo tìm đến biệt thự của Antero.
anh bắt gặp Antero và con trai đang cãi nhau bên hồ bơi. Antero muốn con trai tranh cử tổng thống nhưng anh con trai không chịu, anh chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ cho sướng thân. Miguel nhân lúc đó nổ súng nhưng chỉ trong chốc lát con trai của Antero đẩy bố mình ra, kết quả anh trúng đạn chết ngay tại chỗ. Antero vô cùng tức giận, hắn phái sát thủ hàng đầu đi giết chết người đánh thức. Đầu tiên sát thủ đến cửa hàng của Nina, Nina không có trong cửa hàng, nên sát thủ giết chết ông chủ coi như cảnh cáo người đánh thức. Sau khi Nina về cửa hàng thấy cảnh này, cô vô cùng đau lòng. Cô biết ông chủ chết thay cho mình, vậy nên cô vội vàng đến căn cứ bí mật báo tin cho Migo. Đáng tiếc lúc này đã muộn rồi. Sát thủ dẫn người cắt đứt khóa cửa lao vào bắt đầu càn quét khắp nơi. Migo hai tay hai súng đối đầu với kẻ địch để Nina đi trước. Sau đó Migo đeo mặt nạ vào để ngụy trang và trốn trong nhà vệ sinh. Lúc này một tên lính đánh thuê đi vào, đầu tiên Migo đá trán một phát, sau đó đá thêm cú nữa khiến hắn ngã. Cú thứ ba đá văng vũ khí. Tên lính đánh thuê nhanh chóng rút dao tấn công, Migo dùng tay khóa tay hắn, cướp lấy con dao, sau đó thêm một cú nữa khiến hắn bong gân chật khớp, cuối cùng Migo đá hắn vào trong hố phân. Mỗi tổ tên lính đánh thuê này rất lì đòn vẫn tiếp tục xông vào đánh tiếp. Migo nhặt súng lên tiễn hắn xuống địa ngục. Bên này tên sát thủ bắt được Nina đang bỏ trốn từ cửa sau, Migo lập tức nhắm chuẩn tên sát thủ đe dọa hắn thả người. Nhưng sát thủ là kẻ dày dặn kinh nghiệm, hắn dùng Nina để đe dọa ngược lại Migo, bắt Migo giết chết đối thủ cạnh tranh của Antero trong buổi tranh cử tổng thống. Ngoài ra trong mắt Antero, sự sống chết của con trai không quan trọng bằng quyền lực, không còn cách nào khác, Migo chỉ đành đồng ý. Đợi vài ngày sau buổi tranh cử tổng thống chính thức diễn ra, Migo nhảy từ trên sân thượng xuống đánh ngất một vị cảnh sát, sau đó anh đi từ cửa sau vào, đằng sau sân khấu lắp ráp súng xong nhắm chuẩn người phụ nữ đang đứng trên sân khấu. Đúng lúc Migo đang chuẩn bị bóp cò thì đồng nghiệp của anh là Edu ra tay cản anh lại. Hai người đánh nhau ở bậc lên xuống chật hẹp phía sau sân khấu. Migo bị ép vào đường cùng, anh chỉ đánh phản công khống chế tay đối phương rồi giơ nắm đấm lên. Kết quả anh mềm lòng bị Edu dùng đầu tấn công, sau đó bị ăn liên tiếp 3 cú đấm và thêm một cú đập đầu nữa. Edu rút súng ra nhắm thẳng vào người Migo. Migo đột nhiên phản đòn đạp cho Edu một phát, sau đó rút súng ra. Hai người chĩa súng vào nhau. Đúng lúc này Edu lên tiếng, anh có thể tháo mặt nạ ra rồi Migo. Hóa ra tối qua có người báo cảnh sát ở trong căn cứ bí mật có người đánh nhau. Edu phát hiện ra chiếc đài mà con gái Migo thường xuyên mang theo bên mình. Vậy nên anh đoán ra được người đánh thức chính là Migo. Migo cởi mặt nạ ra, anh bị Edu trách mắng. Cách làm của anh chẳng khác nào những tên tham quan đó cả. Anh đừng bị kẻ ác khống chế trở thành một tên sát nhân. Migo hỏi lại Edu, tôi hỏi cậu tại sao chúng ta lại làm cảnh sát? Đương nhiên là vì bảo vệ pháp luật. Migo lập tức nổi giận, bảo vệ pháp luật sao, cậu đã làm được điều đó chưa? Không phải những tên tham quan đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Edu lập tức nói sang chuyện khác, đồng thời anh cầm súng dí thẳng vào đầu Migo. Anh nghĩ đến con gái anh đi, anh giết chết bọn chúng, con gái anh có thể sống lại không? Migo không nhiều lời nữa, anh lập tức bóp cò, buổi truyền hình trực tiếp lập tức bị ngừng lại. Sát thủ thấy vậy bèn gọi điện thoại hỏi Migo đã thành công giết chết mục tiêu chưa. Nhưng lúc này Nina cầm bóng đèn bị bể đâm thẳng vào bụng của tên sát thủ. Sát thủ vội lấy súng, Nina cũng đưa tay ra. Hai người đồng thời cầm được súng, trong lúc giằng co súng bị cướp cò, sát thủ bị trúng đạn chết ngay tại chỗ. Sau khi xong chuyện, Migo bị bắt vào tù, anh không giết chết người phụ nữ ấy, anh bị bắt vì anh là người đánh thức. Nhưng đáng tiếc là trong lúc này, Antero dùng thế lực và mối quan hệ của hắn thành công giành được chức tổng thống. Lúc này một vị cảnh sát đưa Migo đến phòng thẩm vấn, cảnh sát trưởng ra lệnh cho anh ta giết chết Migo. Hóa ra cảnh sát trưởng đến tìm Antero nhờ hắn ta giúp đỡ, vậy nên buộc phải giết chết Migo để phòng ngừa hậu họa. Cảnh sát được phái đến là người độc ác, tay hắn cầm súng chân dẫm vào cổ quý của Migo. Chỉ thấy Migo dùng còng sắt vòng qua đầu đối phương, tiếp đến lên gối hất văng súng ra ngoài, sau đó vòng ra sau dùng còng xiết cổ hắn, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Sau đó anh trộm vũ khí trong đồn cảnh sát và đeo chiếc mặt nạ quen thuộc lên. Anh một mình đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà tổng thống, tiếp đến nhanh chóng hạ gục hai tên bảo vệ. Ngay sau đó anh trượt từ trên lầu xuống, hai tay bám lấy thanh chắn trên trần nhà, dùng chân giết chết một tên bảo vệ nữa rồi đi đến hành lang, hai tay hai súng đại khai sát giới. Antero sợ đến mức đánh rơi chai rượu trong tay, hắn lập tức phái thư ký đi khóa cửa lại, không để Migo vào. Không ngờ đúng lúc này Migo cầm súng lên bắn xuyên qua cửa giết chết thư ký. Migo vừa đẩy cửa vào, Antero lập tức nổ súng bắn trúng ngực và vai của Migo, nhưng Migo giống như xác sống, không biết đau đớn là gì cả. Anh liên tục bước từng bước về phía Antero. Antero bắn hết đạn, hắn mắng chửi Migo là tên khốn nạn, cố chấp, đồng thời hắn nhân cơ hội này để bỏ thêm đạn vào súng. Migo cởi mặt nạ ra, không nhiều lời, bắn một phát giữa đầu Antero. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng Migo xuất hiện hơn 20 tên bảo vệ. Migo lấy ra điều khiển kích nổ bom từ xa rồi nhấn nút. Ngay sau đó, bom phát nổ phá hủy cả tòa nhà tổng thống. Đến ngày hôm sau, lính cứu hỏa chỉ tìm được mặt nạ ở hiện trường chứ không tìm thấy xác của Migo. Xem ra anh vẫn còn sống và sẽ tiếp tục công việc hành hiệp trượng nghĩa của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là The Awakener. Câu hỏi của bộ phim, các bạn cho rằng Migo là người tốt hay là người xấu? Nếu cho rằng Migo là người tốt thì bình luận số 1, nếu cho rằng Migo là người xấu thì bình luận số 2.
Sự chính trực của Migo khiến con gái của anh bị hại. Tham quan ăn hối lộ khiến con gái anh không có đủ nguồn lực để chữa trị kịp thời. Nếu như bớt tham lam đi một chút, lương thiện nhiều hơn một chút sẽ tránh được bi kịch xảy ra. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!